Dạ, mến chào cô chú và các anh chị đã đến với kênh LTK Bonsai. Thì cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ em trong những clip vừa qua. Thì ngày hôm nay mình trở lại với quán cà phê Thúy Vi, địa chỉ 161 phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thì em có giao lưu một số cây linh sam, chiếu thủy, tùng. Cây thì mình để ở phía trong, còn đây là cái khuôn viên của quán cà phê, nơi giao lưu mua bán cây cảnh bonsai cho tất cả các anh em trên mọi miền Tổ quốc. Dạ, mời quý cô chú và các anh chị mình cùng tham quan một tí, rồi xong mình sẽ vào với một số cây em giao lưu ngày hôm nay ạ. Dạ, mời quý cô chú anh chị mình vào trong ạ. Em giao lưu một số cây thành phẩm ạ. Dạ đây, ngày hôm nay thì em giao lưu một số cây em có để sẵn ở đây nha quý cô chú anh chị. À, số điện thoại liên hệ của em là 0939 435 790, đó cũng chính là số Zalo của em ạ. À, không để quý cô chú anh chị mình đợi lâu nữa thì em xin vào phép vào cây số 1 ạ. Cây số 1 là cây linh sam song hình lá chung nha quý cô chú anh chị. Đây em quay vòng cho quý cô chú anh chị mình xem ạ. Cây này hoành 18 nha quý cô chú anh chị. Hoành 18, tán rộng 50. Chiều cao cây 40. Đây. Cây rất là già nha anh chị, để điều 24 giờ ạ. Cây số 1 sao lưu giá 600k bao phí vận chuyển toàn quốc nha quý cô chú anh chị. Đây, sườn này anh chị. Già cây nha anh chị. Để điều 24 giờ. Dạ, xin phép xuống cây. Cây mã số 2 cũng là một cây linh sam song hình lá chung nha quý cô chú anh chị. Đây, cây đế tương đối khá à. Đây. Xin phép đo hoành nha quý chú anh chị. Hoành cây 23. Tán rộng 37. Chiều cao cây 26. Đây. Cây mã số 2 xin phép giao lưu giá 250 bao phí vận chuyển nha quý cô chú anh chị. Cây này giá 250k bao phí vận chuyển ạ. Rồi, em step xuống cây. Cây mã số 3 là cây linh sam song hình lá chung nha quý cô chú anh chị. Cây đế tương đối đều đẹp ạ. Đây em step đo hoành ạ. Hoành tại vị trí này là 24. Tán rộng 35, chiều cao cây 23. Đây, cây có mấy cốt rất là to nha mấy anh chị. Cây mã số 3 xin phép cho lưu giá 250k bao phí vận chuyển toàn quốc nha mấy anh chị. Rồi, em xin phép xuống cây. Cây số 4 cũng là cây linh sam song hình lá chung nha mấy anh chị. Rồi, em xin phép đo hoành ạ. Hoành tại vị trí này là 22. Tán rộng 43. Chiều cao cây là 23. Cây mã số 4 xin phép giao lưu với giá 300k bao phí vận chuyển toàn quốc. Rồi. Xin phép xuống cây ạ. Đây, tiếp theo là cây mã số 5 nha mấy anh chị. Mã số 5 một cây linh sam song hình lá chung luôn nha mấy anh chị. Cây đế đều già rất là đẹp nha mấy anh chị.
xin phép đo hoành cây này ạ. Hoành cây này 30 nha mấy anh chị. Tán rộng 49. Chiều cao cây 34. Đây cây mã số 5 xin phép giao lưu giá 600k bao phí vận chuyển toàn quốc nha mấy anh chị. Cây rất là đẹp nha mấy anh chị. Già đẹp, gốc cành rất già. Đế điều 24 giờ. Dạ. Xin phép xuống cây. Đây. Cây mã số 6 nha mấy cô chú anh chị. Cây linh sam song hình lá chung nha mấy anh chị, đế điều 24 giờ. Gốc cành rất là già nha mấy anh chị. Đây em xin phép đo hoành ạ. Hoành 22. Tán rộng 55. Chiều cao cây 43. Cây mã số 6 này xin phép giao lưu với giá 550k bao phí vận chuyển toàn quốc nha mấy anh chị. Dạ, rồi em xin phép xuống cây ạ. Cây mã số 7 nha mấy anh chị. Cây linh sam song hình lá chung nha mấy anh chị. Cây cũng rất là đẹp, rất là già nha mấy anh chị. Đế điều 24 giờ. Đây mặt tiền cây nha mấy anh chị. Hoành chỗ này tại vị trí này là 19. Tán rộng 60. Chiều cao cây 39. Cây mã số 7 này xin phép giao lưu với giá 650k bao phí vận chuyển toàn quốc nha mấy anh chị. Rồi. Rồi em xin phép xuống cây ạ. Đây mã số 8 nha mấy anh chị, một cây linh sam song hình lá chung nha mấy anh chị. Đây quay tổng thể cho quý cô chú anh chị mình xem ạ. Hoành tại vị trí này là 43. Đoạn này là 35. Cây có vết lửa trên đây nha quý cô chú anh chị. Đây có vết lửa trên đây. Dạ. Chiều cao cây 52. Chiều rộng tán của mình là 82. Đây cây có vết lửa trên đây nha quý cô chú anh chị mình. Rồi. Cây rất là già cây nha mấy anh chị, cốt cành rất là to à. Cây mã số 8 xin phép giao lưu với giá 4 triệu bao phí vận chuyển toàn quốc nha mấy anh chị. Yeah. Đây vết lửa này nha mấy cô chú anh chị. Sành nha mấy anh chị. Dạ. Rồi. Em xin phép xuống cây ạ. Tiếp theo là cây linh sam song hình lá chung nha anh chị, mã số 9 ạ. Đây mã số 9 nha mấy anh chị, một cây linh sam song hình lá chung nha. Cây rất là già cây rồi nha mấy anh chị. Hoành tại vị trí em đo là 45. Chiều rộng tán là 80. Chiều cao cây là 52. Cây số 9 không ta? Cây mã số 9 này xin phép giao lưu với giá 6.500.000 bao phí vận chuyển toàn quốc nha mấy anh chị. Cây rất là già đẹp nha mấy anh chị, cốt cành rất là lực nha mấy anh chị. Đây, cốt cành rất là to ạ. Dạ. Em xin phép xuống cây ạ.
Đây, một cây linh sam sông Hinh nói chung mã số 10 nha mấy anh chị. Đây, cây phơm thiên nhiên nha mấy anh chị. Cây này thì em mới vào chậu nha mấy anh chị. Rồi, xin phép đo hoành nha mấy anh chị. Hoành tại vị trí này là 29. Chiều rộng tán là 52. Chiều cao cây là 35. Đây, cây rất là đẹp nha mấy anh chị. Cốt cành thiên nhiên nha mấy anh chị. Rất là lực nha mấy anh chị. Để điều 24 giờ. Cây mã số 10 em xin phép giao lưu giá 1.800.000 bao phí vận chuyển toàn quốc nha mấy anh chị. Đây, cây rất đẹp nha mấy anh chị. À, tiếp theo một cây linh sam sông Hinh lá chung nha mấy anh chị. Cây phơm thiên nhiên rất là đẹp nha mấy anh chị, đang nằm trong chậu giống hoàng nha mấy anh chị. Đây. Em xin phép đo hoành nha mấy anh chị. Tại vị trí này là 45 nha mấy anh chị. Và neo chỗ này là 31. Chiều rộng tán là 90. Chiều cao cây 62. Đây mấy anh chị. Cây mã số 11 nha mấy anh chị. Cây rất là đẹp mấy anh chị ơi. Linh sam sông Hinh lá chung, cây già phơm thiên nhiên ạ. Cây này bao chậu luôn cho mấy anh chị nha. Cây này xin phép giao lưu với giá là 13 triệu. Bao chậu luôn nha mấy anh chị. Chậu này cũng khoảng tầm gần 3 triệu rồi ạ. Đã rồi, xin phép xuống cây ạ. Tiếp theo mã số 12. Cây linh sam sông Hinh lá nhỏ nha mấy anh chị, phơm thiên nhiên ạ. Này cây rất là già, rất đẹp nha anh chị, gân guốc rất là đẹp nha mấy anh chị. Để chảy đều 24 giờ. Rồi, xin phép đo hoành nha mấy anh chị. Hoành tại vị trí này là 50 nha mấy anh chị. Chiều rộng tán là 105. Chiều cao cây là 75. Cây mã số 12. Linh sam sông Hinh lá nhỏ nha mấy anh chị. Cây mã số 12 em xin phép giao lưu giá 13 triệu bao phí vận chuyển toàn quốc các anh chị. Cây rất là đẹp à anh chị ơi. Cốt cành rất là lực nha anh chị. Đây. Cốt rất là to. Sông Hinh lá nhỏ nha anh chị. Rồi, xin phép xuống cây ạ. À, số điện thoại của em là 0939 435 790. Đó chính là số Zalo của em ạ. Kim cương phải không? Tiếp theo em xin phép giao lưu với anh chị một cặp tùng kim cương ghim nha mấy anh chị. Cây mã số 13. Một cây tùng kim cương ghim nha mấy anh chị. Đây có cành rơi cũng rất là đẹp nha mấy anh chị. Xin phép đo hoành nha mấy anh chị. Hoành tại vị trí này là 15. Chiều rộng cây là 95. Chiều cao cây là 67. Giá nhiêu?
Cây mã số 13 xin phép giao lưu giá 3.900.000, em bao phí vận chuyển toàn quốc nha mấy anh chị. Tùng kim cương zin ạ. Cây mấy anh chị, thân cũng lớn, cũng già cây lắm nha mấy anh chị. Cây zin luôn. Dạ, đế còn dưới nữa nha mấy anh chị, em chưa khai thác hết nè. Đây, dạng xương rất là mịn, cũng mịn lắm nha anh chị. Mình ấy mình giờ mình chỉnh sửa thêm nha mấy anh chị. Rồi em xin phép xuống cây. Rồi mã số 14 nha mấy anh chị. Cũng là một cái tùng kim cương zin luôn nha mấy anh chị. Này cây rất là đẹp nha mấy anh chị. Rất già rất là đẹp mấy anh chị. Đế, bộ đế đây mấy anh chị ơi. Đây mặt tiền cây. Anh xin phép đo hoành ạ. Mình tại vị trí này là 15 luôn ạ. Cái củ đế chỗ này nó anh khoảng 58 đi. Nếu đo chỗ này là 58 nha mấy anh chị. Tán rộng 105 nha mấy anh chị. Chiều cao cây 75. Đây đây, đây cho mấy anh chị xem à. Xương rất là dày nha mấy anh chị. Nó mạnh à, cây này tùng kim cương zin à. À, cây mã số 14 em cũng xin phép giao lưu với giá 3.900.000. Em bao phí vận chuyển toàn quốc cho mấy anh chị. À, nếu anh chị lấy hai cây này một cặp này thì em tính giá là 7.500.000 bao phí vận chuyển cho mấy anh chị luôn ạ. Rất đẹp mấy anh chị ơi. Rồi em xin phép xuống cây ạ. Em xin phép giao lưu một cây mai chiếu thủy lá chung em chị. Cây này cây chung nâu rồi mấy anh chị. Đây, cây rất đẹp nha mấy anh chị. Rất là già. Rồi, em xin phép đo hoành nha mấy anh chị. Hoành tại vị trí này là 48. Chiều rộng tán là 105. Chiều cao cây là 70. Cây mã số 15 nha mấy anh chị. Mã số 15 mai chiếu thủy chung nuôi nha mấy anh chị. Cây này ra bông rất là đẹp nha mấy anh chị. Già cây lắm rồi. Cây mã số 15 xin phép giao lưu giá 15.000.000 bao phí vận chuyển toàn quốc nha mấy anh chị. Cây xương rất là đẹp và già nha mấy anh chị. Đây cây có vết sẹo mặt tiền đang cuốn cũng rất là đẹp mạnh nha mấy anh chị. Đây sẹo cuốn rất là mạnh nha. Dạ, em xin phép xuống cây nha mấy anh chị. Mã số 16, một cây mai chiếu thủy da đen lá lớn nha mấy anh chị. Đây rất đẹp mấy anh chị ơi. Đây, mà cây thành phẩm rồi ạ. Rồi em xin phép đo hoành ạ. Em sẽ đo vào nhiều vị trí cho mấy anh chị tham khảo ạ. Vị trí
Hai mặt chậu này là 86 nha mấy anh chị. Trên đoạn chỗ này là 55. Neo chỗ này là 42. Chiều rộng cây 80. Chiều cao cây là 87. Đây, cây rất là đẹp nha mấy anh chị, xương rất là mạnh nè. Rồi, cái mã số 16 em xin phép giao lưu giá 18 triệu bao phí vận chuyển toàn quốc em anh chị. Cây già sạch sẽ rồi nha mấy anh chị. Cốt cành rất là lực ạ. Đây, cốt còn rất là to. Đây, cốt này em đo thử tham cho anh chị tham khảo ạ. Cốt này khoảng 16 em anh chị. Này, cốt bên đây là 25 ạ. Đây, cây rất là lực ạ. Đây, cổ tay em đây. Rồi, em xin phép xuống cây ạ. Đây, mã số 17. Là một cây mai chiếu thủy, da đen lá lớn luôn nha anh chị. Cây già sạch sẹo hết rồi nha anh chị. Cốt cành cũng rất là lực ạ. Đây, cốt cành rất là lực nha anh chị. Xương rất là mạnh ạ. Rồi, xin phép đâu hoàng cho anh chị xem tham khảo ạ. Hoành tại vị trí này là 64 ạ. Hồi đế nó được 98. Tán rộng cây 92. Chiều cao cây 73. Đây, cây rất là già nha anh chị. Xương mịn hết, xương rất là già cây ạ. À, sẹo sạch hết rồi ạ. Cây mã số 17 xin phép giao lưu giá 18 triệu bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha mấy anh chị. Đây, xương rất là to nha mấy anh chị. Cốt cành rất là lực cây ạ. Cây già sạch sẽo. Để đường đối khá nha mấy anh chị. Rồi em xin phép xuống cây ạ. Cái này dưới cây này 18 hả? Cây mã số 18 nha anh chị. Ừ, anh chị. Cây cần thăng ạ. Rất là già cây ạ. Cây rất già cây nha mấy anh chị. Hình da cớm rất đẹp nha mấy anh chị. Đo hoành chỗ này cho mấy anh chị xem tham khảo ạ. Cây chỗ này là hoành 14 nha mấy anh chị. Cái củ này để em đo cái đoạn này luôn cho mấy anh chị. Này 52 nha mấy anh chị. Chiều rộng tán 50. Chiều cao cây 60. Cần thân dài lắm nha anh chị, lên da cớm này rất đẹp nha anh chị. Đang nằm chậu Trung Quốc nha. Cây này xin phép giao lưu giá 5 triệu bao phí vận chuyển toàn quốc nha anh chị. Này da nó rất là đẹp anh chị. Lắc lượng cây rất là đẹp nha. U nần rất là nhiều nha anh chị. Rồi, xin phép xuống cây. Thank you.
Đây mã số 19 nha mấy anh chị. Mã số 19. Cây mai chiếu thủy da đen lá lớn nha mấy anh chị. Cây nuôi rất là đạt cây nha mấy anh chị, cốt cành rất là to nha mấy anh chị. Đây cốt cành cây đây. Rất là lực ạ. Cây này cũng tương đối thành phẩm nha mấy anh chị, về mình vô nước hai nước dây là cây mình chơi được nha mấy anh chị. Dạ, xin phép đo hoành cho mấy anh chị mình ạ. Hoành tại vị trí này là 105 nha mấy anh chị, chỗ hoành eo nhỏ này nha mấy anh chị, 105 ạ. Đây cái hoành đế mình thì nó hết thước dây nha mấy anh chị, cái hoành đế đặt trên đây là hết thước dây nè. Đây này là khoảng 200 nha mấy anh chị. Hoành đế chỗ thước em đo là khoảng 200, cây nó còn đế phía dưới đây nha mấy anh chị. Chiều rộng tán 102 nha mấy anh chị. Chiều cao cây 80, tính tới vị trí này nha mấy anh chị. Cốt cành rất là lực nha mấy anh chị. Đây em đo một số cốt cho mấy anh chị tham khảo nha. Đây cốt này khoảng 20 nha mấy anh chị. Đây cốt dưới đây khoảng cũng khoảng gần 20 nha mấy anh chị. Đây cây rất là lực ạ. Cây mình có một vết sẹo chỗ này nha anh chị. Đang vừa một cái tược để cứu mặt thẹo rất là tốt nha anh chị. Một bệ đặt nha anh chị, lên 3 thân ạ. Để điều chảy điều nha anh chị, mình còn có lớp đế dưới đây mình chưa khai thác hết nha anh chị. Đây, cây rất là lực ạ. Đế rất là đều ạ. Cây cuốn sẹo tương đối sạch hết rồi, gần hết thôi nha mấy anh chị, còn một số chỗ nhỏ nhỏ thôi nha mấy anh chị. Đây là hết sẹo rồi. Cây mã số 19 xin phép giao lưu giá 70 triệu bao phí vận chuyển toàn quốc nha mấy anh chị. Rồi cây này cũng là cây cuối clip của em ạ. Xin cảm ơn quý cô chú và các anh chị đã xem clip ngày hôm nay. Mong quý cô chú anh chị ủng hộ em để mình giao lưu hết clip và có động lực để mình ra những clip tiếp theo để phục vụ quý cô chú và các anh chị ạ. Xin chào và cảm ơn ạ.